Trong thông điệp video trước World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Úc Matildas đã nhấn mạnh tầm quan trọng của bình đẳng lương cho các đội tuyển nữ trên toàn thế giới. 736 cầu thủ bóng đá sẽ đại diện cho quốc gia của họ tại giải đấu này. Mặc dù đã có nhiều tiến bộ, Matildas vẫn đòi hỏi quyền tổ chức và thương lượng tập thể tương tự như đội tuyển bóng đá nam Úc Soft Crew. Một ngoại lệ đáng chú ý là FIFA chỉ trả cho phụ nữ 1/4 số tiền thưởng so với nam giới, dù cùng đạt được thành tích tương đương. Matildas kêu gọi sự tham gia của những người có quyền lực trong bóng đá, kinh doanh và chính trị để phát triển bóng đá nữ trên toàn thế giới. Tổng giá trị tiền thưởng tại World Cup nữ năm nay là 152 triệu đô la Mỹ, tăng gấp 3 lần so với lần tổ chức trước đó. Tuy nhiên, con số này vẫn kém xa so với tiền thưởng 440 triệu đô la Mỹ của World Cup nam 2022. FIFA đã cam kết đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ vào bóng đá nữ và đặt mục tiêu đảm bảo tiền thưởng bình đẳng tại các World Cup nam và nữ từ năm 2026 và 2027 trở đi.